nằm bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đầu ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Một bé ngươi tuyết nhảy đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đầu ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Và bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đau ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Hai bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đau ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Một bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi, làm bé ngã lăn và đau ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la bé con lên giường và hãy ngủ đi thôi. Chúng ta là một gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha. Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em không. Chúng ta là một gia đình ngón tay. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lợn thì kêu ấn ấn và lợn kêu ấn ấn. Đây ưng kia ưng khắp mọi nơi ưng ưng. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con ngựa E-I-E-I-O. Người thì đi bên đây và người hi bên kia. Đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Nào, tất cả mọi người hãy bắt đầu chèo thuyền.
chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui giống như một giấc mơ. Thuyền con nhẹ nhàng cùng dọc sông, nếu bạn thấy cá sấu nổi lên đừng quên là tò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dọc sông, nếu bạn thấy cá sấu nổi lên đừng quên là tò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dọc sông, rất là vui giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui giống như một giấc mơ. Má lúng liếng cằm trẻ sâu, môi đỏ hồng răng trắng bóng, tóc gợn sóng nhìn rất xinh, đôi mắt xanh đáng yêu quá, cô giáo thương đó là bạn Vân Vân Vân. Má lúng liếng cằm trẻ sâu, môi đỏ hồng răng trắng bóng, tóc gợn sóng nhìn rất xinh, đôi mắt xanh đáng yêu quá, cô giáo thương đó là bạn Vân Vân Vân. Thật đáng thương, Humpty Dumpty anh ấy luôn bị ngã. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thank you.
nhảy lon ton. Ba chú khi còn trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khỉ con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú khi còn trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khỉ con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú khi còn trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khỉ con trên giường không được nhảy lon ton. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nương, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nương, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nương, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nương, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Tất cả mọi xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn đi về thành phố. Ngạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù, xoay vu vu xoay vu vu. Ngạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát chát chát, chát chát chát, chuyên chuyên cho. Người trên xe buýt thì chát 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 đi về thành phố. Còi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi trên xe buýt kêu bíp 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 đi về thành phố. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa oa oa, oa oa oa, oa oa oa. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa 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 đi về thành phố. Những ba mẹ trên xe buýt thì, những ba mẹ trên xe buýt thì đi về thành phố. Cả bánh xe buýt quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn đi về thành phố. Không cho.
chúng ta. Xin chào các bạn nhỏ, hãy xây dựng một cái gì đó ngày hôm nay. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Trông nó tuyệt vời phải không, hãy làm một cái gì đó khác đi. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Oh, đó là cách sáng tạo. Chúng ta sẽ thử làm nhiều hơn. Đến và thu thập hình dạng, đặt chung lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chung lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Đó là niềm vui sáng tạo. Chúng ta hãy sớm làm điều gì đó một lần nữa. Tạm biệt. Một, hai, buộc dây dây đi. Ba, bốn, gõ cánh cửa to. Năm, sáu, nhặt que lên đi. Bảy, tám, chạy chung ra sân. Chín, mười, một chú gà béo. 11, 12, đào và sợi. 13, 14, nhân viên phục vụ. 15, 16, họ trong nhà bếp. 17, 18, họ chờ thức ăn. 19, 20, dìa trong chân rồi. 1, 2, buộc dây dây đi. 3, 4, gõ cánh cửa to. 5, 6, nhặt que lên đi. 7, 8, chạy chung ra sân. 9, 10, một chú gà béo. 11, 12, đào và sợi. 13, 14, nhân viên phục vụ. 15, 16, họ trong nhà bếp. 17, 18, họ chờ thức ăn. 19, 20, dìa trong chân rồi. Nhìn kìa, đó là chú chồn. Nhìn kìa, đó là chú khỉ. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Xung quanh ghế của người thơ dày, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghỉ với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Và
và xung quanh ghế của ngươi thơ dày, còn khi đuổi theo con tròn, còn khi nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con tròn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đỏ, đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con tròn. Cả 10 bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Cả trên bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Có 8 bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bảy, bảy. Có 7 bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Sáu, sáu. Có 6 bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm. Có 5 bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn. Có 4 bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba. Có 3 bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai. Có 2 bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Một, một. Có 1 bàn trên giường và bàn lại lát to, chúc ngủ ngon. Bạn làm gì vào mỗi buổi sáng? Tôi thường nghe vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi thường nghe vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi đi xa 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 mắt tôi đi chai 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 hàm răng. Tôi thường làm vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi thường ăn vào buổi sáng nhầm 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 nhầm. Tôi thường ăn vào buổi sáng nhầm 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 nhầm. Mặc đồng phục tôi đến trường trên xe Việt của trường tôi. Tôi thường làm vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi thức giấc. Tôi thường nghe vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi đi xa 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 mắt tôi đi chai 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 hàm răng. Tôi thường làm vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Oh, chúng tôi thích ăn rau. Bạn có thích không? Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con ong yêu mật ong, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn keo ngọt và kem mát lạnh. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chuột yêu phô mát, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn mứt thơm và dâu tây ngọt. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu, tôi rất vui vẻ.
Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con cá yêu mặt nước, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn chuối to và sô-cô-la. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chim yêu trời xanh, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu, tôi rất vui vẻ.